đã dạy các bạn dạng 1 là tính các giá trị lượng giác đặc biệt. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang dạng bài là rút gọn biểu thức lượng giác. Thì trước khi vào bài này thì các bạn nhớ thầy có hai loại công thức sau mà các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là công thức phụ nhau. Nào tập trung nghe này. Phụ nhau nhá. Đó là sin của 90 độ trừ alpha thì sẽ bằng cos alpha. Cos của 90 độ trừ alpha thì sẽ bằng sin alpha. Tan của 90 độ trừ alpha thì bằng cotan alpha. Và cotan của 90 độ trừ alpha là bằng tan alpha. Thế quy luật là gì? Các bạn tưởng tượng đơn giản như này, sin với cos là một đôi có mối quan hệ đặc biệt với nhau, kiểu giống kiểu một đôi bạn thân đấy. Thì tổng hai góc này bằng 90 độ thì sin góc này sẽ bằng cos góc kia. Ví dụ như sin 30 thì bằng cos bao nhiêu? Thì các bạn nhớ là 30 cộng với bao nhiêu để thành 90? 60 đúng không? Thì nghĩa là sin 30 sẽ bằng cos 6 gì? 60. Thì cos 45 bằng sin 4, 45. Tan 20 thì bằng cos bằng cotan 70. Đúng không? 20 70 bằng 90 mà. Đấy. Cotan 30 thì bằng tan 6 gì? 60. Đấy, rất là dễ nhớ. Đây là công thức góc phụ nhau. Ok. Tiếp theo đó là công thức bù nhau. Bù nhau. Cái này hôm trước thầy dạy rồi ấy, nhưng mà nhắc lại nhá, nhớ này. Lần này không phải 90 nữa mà là 180. Thì bằng cos alpha à, bằng trừ sin à, bằng sin alpha. Cos của 180 độ trừ alpha thì bằng trừ cos alpha. Thì bằng trừ tan alpha. Và cuối cùng là cotan. Thì cái công thức này quy luật bạn cần phải nhớ đó là riêng với hàm sin ấy thì rút gọn đi, nghĩa là 180 trừ alpha thì tất cả cái góc bên này đều là alpha nhá, nghĩa là vứt đi 180 đi. Vứt cả dấu trừ chứ alpha đi. Nhưng mà duy nhất là gì? Đó là dấu trừ ở đây của chúng ta này thì có mỗi hàm sin của chúng ta không có dấu trừ thôi. Còn đâu là cos tan và cotan đều có dấu trừ đằng trước. Các em có để ý điều này không ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta làm dạng bài sau. Bây giờ các bạn nhìn thấy câu số 9. Câu 9 này. Cos bình 12 độ. Cos bình của 78 độ. Cộng cos bình của 1 độ. Trật tự nghe nhá, hôm nay bài rất là hay đấy. Bài này là bài chúng ta làm tự luận chủ yếu. Hương để góc quay cho anh là sát bên này chưa đấy? Không, không nhìn, ok. Em vào em lấy ấy cho anh nhá. À ừ, quên mất cái tiền. Lấy hết chân châu đen nhá, cho đỡ về đau đầu. Thế đưa 1800. 800 chắc đủ rồi. 800 chắc đủ hơn. Ờ mày cứ cầm đi thử được. Anh có đen. Hỏi anh Hưng ơi, hỏi anh Đức qua ở hỏi anh Đức uống gì không thì mua. Hỏi. Hả? Thôi tôi tự mua rồi, ông cứ nhớ trả lợi tôi nhá. Tại thế cho chừa. Anh có. Anh Hoa Nhài. Ý được rồi Hưng ơi. Hưng. Có anh giảm đường nhá. Giảm hết đường đi. Trong 15 đường đi thầy. Nào mơ nhìn. Nào cô quay làm nhau thôi trật tự nghe. Các bạn để ý quy luật này. Tổng hai góc này là 90 chưa? Đúng không? Thế nhưng mà rút gọn kiểu gì? Thế mà các bạn nghe này. Đây thầy dùng cái công thức này. Đây này. Tổng hai góc 90 thì chúng ta nhớ công thức là phụ nhau. Cốt góc này sẽ bằng sin góc kia đúng không? Thì ở đây thầy có ngay đó là cos 12 độ sẽ bằng sin của 78 độ đúng không cả lớp? Đúng không? Cos này sin bên kia chưa? Tổng 90 độ chưa? Tương tự bên này là cos của 1 độ có gì? Ừ. Thì sẽ bằng sin của 78 đúng không? À 89 đúng không? Xong chưa? Vậy thay biểu thức này là xong bài này, nhìn này. Thì ở đây tương ứng sẽ là sin bình của 78 cộng cos bình của 78 cộng với sin bình của 89
cộng với cốt bình của 89. Mà đến đây thì dạy các bạn công thức chưa? Sin bình của cốt bình của một góc giống gì? Giống nhau, luôn bằng mấy? Xong bài. Đây anh này tổng bằng 1 này. Ai tổng bằng 1. Vậy bài giúp bạn là mấy đây các em? Là 2. Học chưa? Câu này câu cơ bản nhất của cái dạng này, các bạn chữa vở đi. Cốt 0 độ cộng cốt 10 độ cộng cốt 20 độ cộng 3 chấm cốt 180 thì giúp gọi như thế nào? Đúng không? Và sẽ là 180 đúng không? Thì nhớ lại công thức đi. Cốt của 180 trừ alpha thì bằng trừ cốt an gì? Có đúng không các em? Và dấu hiệu là tổng hai góc bằng 180. Thế có lý là 180 cộng với 0 thì bằng 180 chưa? Đúng không? Vậy cốt góc này bằng trừ cốt góc gì? Ừ, thế thì ở đây thầy đưa về. Để ý nhá. Đây này, anh này sẽ bằng trừ cốt của mấy độ đây? Đúng chưa? Đây này, cốt góc này bằng trừ cốt góc kia nếu tổng hai góc bằng 180 chưa? Đấy, 0 với cả 180 là tổng 180. Cốt góc này bằng trừ cốt góc kia. Và cộng hai đầu này chia tí, chia tiêu, đúng không? Tiếp theo nhá. Cốt của 10 độ này thì trong ở đây trong dãy này của mình xuất hiện tổng của anh nào với 10 là 180? 170 chứ. 170. 170 cộng với 10 là 180 chứ các em. Thì ở đây trước nó có 170 chưa? Vậy thì thế là sẽ có trừ cốt của một trừ cốt của mấy độ đây? 10 độ chưa? Đây là biến từ cốt của 170 độ chưa các em? Vậy thì em thấy ngay à, hai cái vế này cộng vào nhau nó sẽ tự động triệt tí. Triệt tiêu. Đúng không? Thì mình nhẩm ra nháp đây, mình thấy nháp này. 0 thì sẽ triệt tiêu với 180 đúng không? Tương tự đến ở đây các bạn nhẩm này sát rồi, nó sát đến gần 90 nhá. Ví dụ là đến nó sẽ giảm dần. Đến 100 đi. 100 độ thì bên này tương ứng là 80 độ chưa? Đúng không? Chạy từ 0 đến 80 độ chưa? 180 đến 100 chưa? Vậy còn thừa anh 9 gì? Đúng không? Đấy, từ 0 đến 180 chưa? Đến 90 thừa này. Đấy, thì tất cả những cái cụm là từ 0 đến 80 sẽ bắt cặp với cả từ 100 đến 180 đúng không? Và cộng vào bị triệt tiêu bằng mấy? Bằng 0 chưa? Vậy thì cả cái biểu thức này chỉ còn là gì? Đúng rồi, cốt 90 độ mà thôi. Và cốt 90 độ các bạn bấm máy tính xem ra bao nhiêu. Còn thầy nhớ luôn đáp án là gì? Là 0. Vậy bài này kết thúc. Bài này nếu mà bạn nào trình bày kỹ hơn thì các em sẽ viết dài hơn một chút nhá. Đấy, giải thích kiểu như này. Đây, bạn nào mà thi tự luận thì đây, vì giải thích. Đây, mình giải thích cho ra. Đấy, vì hai chấm cốt của 0 độ. Đấy. Bằng trừ à đâu cốt 180. Giải thích rõ ràng một tí ra, viết dài dài vài dòng ra cho người chấm điểm công nhận. Đấy, cốt 170 đúng không? Bằng trừ cốt của mấy? Của 10. Đấy, thêm một cái nữa đi, cốt của 160 sẽ bằng trừ cốt của bao nhiêu? 20 đúng không ạ? 3 chấm, đấy là các em được phép 3 chấm này. Sát nhất là đến cốt của một gì? 100. Đúng không? Sẽ bằng cốt của bao nhiêu? 80 độ. Đấy, cái cộng là trệt tươi, còn mỗi cốt 90 độ rồi. Các bạn hiểu bài này chưa? Ok chưa các em? Rồi. Thế chúng ta xong câu C. Bài này dấu hiệu là gì đây? Dấu hiệu là gì đây? Nào, có bài khó hơn nữa, không phải đơn thuần nhé. À, có nhiều bạn là em thấy làm giống bài trước đúng không? Sin của 180 thì bằng sin 0 đúng không? Sin của 170 bằng sin 10. Nhưng vấn đề là cộng vào nó không rút gọn các bạn ạ. Có rút gọn được không? Sao rút gọn được? Vừa làm nhèo. Đúng không? Bài này là dấu cộng nhưng mà nó căn bản là nếu mà nó có dấu bình gì? Bình phương. Các em hiểu ý thế nào không ạ? Thứ nhất là dấu bình phương và thứ hai là với hàm sin ấy, nếu bạn dùng công thức này thì nó có dấu trừ không? Không. Cho nên nó sẽ không rút gọn được, các bạn hiểu không ạ? Đấy. Thế bữa làm như thế nào bây giờ? Thực ra nhé, bài này thì mình sẽ rút gọn bằng cách như sau, các bạn nhìn này. Mình sẽ thu gọn trước đã rồi mình sẽ xử lý cái đoạn đằng sau. Thì ý nhá. Nếu thầy áp dụng cái công thức góc phụ nhau ấy, đúng không? À, góc bù nhau. Thì cứ tổng hai góc 180 thì sin sẽ bằng nhau đúng không ạ? Ví dụ này. Đó là 180 thì bên này không có cái gì cả rồi thì cứ thấy cái để nguyên. Gần nhất là 170 nhá. Sin bình. Đây nhá, các bạn nhìn này, sin của 170 thì chắc chắn là sin của 10 chưa?
Nhắc lại là trong tất cả 4 hàm thì riêng với công thức góp phụ nhau thì hàm sin không có dấu trừ, còn tan, cotang với cả cos đều có dấu trừ. Ok không ạ? Và nhớ là ở đây là vì bằng nhau mà các bạn còn bình gì? Bình phương thì vẫn giữ nguyên cái giá trị này đúng không? Đấy, tương tự sin bình của 160 sẽ bằng sin bình của bao nhiêu đây? 20 độ chưa? Tổng hai cái này là 180 độ đúng không em? Vậy thì lại 3 chấm. Đến cuối cùng là sin bình của một gì? 100 sẽ bằng sin bình của 80. Vậy là còn dư sin bình của 90 đúng không em? Và sin bình của 180 nằm ở ngoài chưa? Vậy thì cái biểu thức này thì gọi là biểu thức P đi. Chúng ta sẽ chỉ cần còn là như sau. Nhìn nhá, bằng 2 lần sin bình của 10, đúng không em? Hai anh này giống hệt nhau trong một dãy cộng bằng với nhau sẽ bằng sin bình của 10. Đấy, thầy đóng mở ngoặc luôn, 2 lần luôn. Sin bình của 10 cộng sin bình của 20 cộng 3 chấm đến bao nhiêu? Sin bình của 8 gì? 80. Ở ngoài sẽ còn dư một anh là sin bình của 90 và dư một anh sin bình của 180. Đấy, bây giờ bài này làm tiếp. Đến đây là trong cái ngoặc này các bạn thấy có được quy luật là gì không? Tổng hai góc bằng 9 gì? Có nhớ công thức tổng hai góc 90 giống cái ý A luôn thì dạy không? Thì sin góc này bằng cos góc kia đúng không cả lớp? Thế chuyển hóa đơn giản như sau thôi. Đây là dùng một lần nữa là sin bình của 80. Thì đây là bình thường này, sin của 80 thì sẽ bằng cos của mấy độ đây? Đúng không? Tổng hai góc 90 độ chưa? Ở đây bình phương lên thì bên này cũng phải bình gì? Các em hiểu không ạ? Tiếp tục là sin bình của 70 đúng không? Thì sẽ bằng cos bình của bao nhiêu đây? 30. 30, sẽ 30, 20. Tổng là 90 mà. Xong chưa? 3 chấm đến bao nhiêu? Thì bạn đếm cái dãy này đúng không? Nó sẽ đến là, ví dụ như đến là tầm 60 đi. Sin bình của 60 thì đây sẽ cos bình của bao nhiêu đây? 30. Có quên mất 3 chấm đang quái gì? Nhầm. Tiếp theo này, sin bình của 50 đến cos bình của 40 kết bằng cos bình của 40 là kết thúc cho các bạn. Cos bình của 40 là kết thúc chưa? Hết rồi đúng không? Bởi vì làm nữa thì là không còn nữa rồi, chạy từ 10 đến 40 rồi. Vậy thì cái dãy này của chúng ta thực chất nó sẽ bằng như nào? Các bạn thay vào đây. Bằng 2 lần này. Đấy, mình nhóm được chưa? Đây, anh này sẽ bằng cos bình của 10 đúng không? Cộng với cos bình của cộng với sin bình của 10 bằng 1 chưa? Cả lớp có hiểu ý này không ạ? Sin bình sẽ chạy từ 10 đến 40, còn đâu là dãy đây này? Sin bình sẽ chạy từ 10 đến 40. Còn sin bình từ 50 trở đi sẽ chuyển thành đổi thành cos chưa? Và cộng vào với nhau chúng ta sẽ chia làm các cặp sau. Đấy, cộng 3 chấm luôn nhá. Đến sin bình của 40 cộng cos bình của 40. Và chúng ta có anh này tổng bằng mấy đấy? Bằng 1 chưa các em? Góc giống nhau chưa? Vậy có mấy tổng? Mấy cặp này? Có mấy cặp đấy ạ? Từ 10 đến 40 là mấy cặp? 4 cặp. Vậy anh này bằng 4 đúng không? 2 nhân 4 chưa? Và nhớ là cộng thêm cái cụm này ở ngoài nữa đúng không ạ? Nào, chúng ta cộng thêm nhá, thầy cộng luôn ở đây đi. Đây, thầy cộng thêm đây cho nào. Vậy nhầm luôn, anh này bằng 2 lần nhân với 4 nhá cả lớp. 4 cặp cộng vào bằng 1. Ở đây là sin bình của 90, các bạn bấm máy tính cho thầy bằng bao nhiêu đây? 180 thì mới bằng gì? Bằng 0. Vậy đáp án bài này bằng mấy đấy các em? Bằng 9.